Chào bạn nha, thì hôm nay đi câu cá lóc nha bạn. Đây, một cái điểm này là trong một cái eo của thủy điện này. Này, bèo cỏ đồ kín hết. Sáng hôm nay mình đi test cái mẫu lưỡi mới này, lưỡi chống xoay phần năm nha. Đây. Giờ mình chuẩn bị móc nhái vô, cái này móc nhái đùng nè anh em. Rồi, tới điểm câu rồi nha anh em. Mấy chỗ này nước nó ngập lên mới câu được, còn nước rút ra ngoài kia thì chịu. Mấy cái hồ này thì cá to còn nhiều đấy, tại thủy điện. Anh em xem này. Đây nhìn này. Đây này, giờ mình ra mấy cái luồng câu. Luồng này là cực kỳ đẹp luôn, không biết cá mắm là sao vậy. Đây, chuyển qua cái luồng rêu nhút này nè. Rồi kín. Lên hàng nha em. Đồ đến gần nút rồi. Quay vô hàng nha em ơi. Wow, đã quá, to quá. Wow. Hàng, hàng, hàng. Đây anh em ơi. Hàng đây chứ hàng đâu. Ui dồi. Wow, phù quá anh em. Em này phải 2 ký mấy nha, 2 ký mấy, 3 ký nha.
thì chống xây nha anh em. Đành quay không kịp. Hiện tại anh em mình chuẩn bị nấu cơm trưa rồi nè. Đây hàng cá đang nhỏ xíu. Đây, nấu ốc nè. Ốc này giờ đang ướp rồi nãy giờ chuẩn bị bỏ lên tao nấu canh nha. Quá ngon. À, sáng giờ được một cá lóc nhỏ kia, một con phóng tượng nhỏ này dưới một con Hugo nha. Hugo thì chiều về nhà mình cân cho anh em xem nha, con đấy cũng phải gần 3 kg. Chuẩn bị anh em mình chiến cơm trưa nha anh em. Ui, ngon. Cá nướng rau rừng. Không, mời cả nhà. Đây. Cái luồng này mình mới dọn lại nha anh em. Dọn để bữa sau vô cầu. Đây là thành quả của mình này. Hugo. Con này để về nhà cân thử nhiều ký nha. Khủng khiếp luôn nè. Video ở đây kết thúc nha. Chào tạm biệt anh em nha. Rồi, báo cát khủng long nghe nè. Lóc đen. Đây, quay trên cái điện thoại này nhìn nó mức khủng khiếp nè. Hai ký chín năm chục, 3 kg nha. Quá sơ luôn. Lóc đen còn này hơi hiếm nha. Đây là mình câu cá tự nhiên trên mặt canh là câu đập thủy điện nha. Wow, quá khủng khiếp chứ, con lấp đen.